sẽ hân hoan tiến vào cùng Thánh, tới gần Chúa Trời, tuổi thanh xuân. Lauditor Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, bất cứ ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thật là những lời khích lệ mà Thánh Kinh nói với chúng ta. Trong buổi đầu hành trình mùa chay này, chúng ta hãy nhớ ai đã dẫn dắt dân Do Thái ra khỏi Biển Đỏ và đưa họ về miền Đức Hứa. Ai đã giữ chay trong 40 ngày, chịu mọi thứ cám dỗ của ma quỷ và cuối cùng đã chiến thắng vẻ vang? Ai đã hứa ở cùng ta trong hoạn nạn và cứu giúp ta khi ta kêu cầu danh Ngài? Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên là chính Thiên Chúa. Ngài là Đấng đã cứu chúng ta một lần và mãi mãi khỏi tội lỗi và án chết muôn đời. Ngài cũng là Đấng mong được cứu ta hằng ngày khi ta kêu cầu danh Ngài. Cứu ta khỏi điều gì? Khỏi những cám dỗ ta đối diện hàng ngày, những ý tưởng kiêu căng và ngạo mạn, những trào lưu muốn độc lập khỏi Thiên Chúa, sợ hãi và cô độc, cảm giác muốn xa lánh Chúa và đủ các thứ cám dỗ khác. Khi ta kêu cầu danh Chúa, ta kêu cầu đến mọi điều mà danh này tiêu biểu trên trời và dưới thế. Ta kêu cầu vua của các vị vua, ta kêu cầu con của Đức Mẹ, ta kêu cầu Đấng mà sự chết và sự sống lại đã giải thoát tất cả ai tin vào Ngài và ban cho họ quyền năng chiến thắng kẻ thù. Satan sợ danh này đến mức nào? Chính danh này đã đánh bại nó nơi đồi Canvê. Hãy bền đổ tới cùng và đừng đánh mất đi niềm hy vọng. Hãy kêu cầu danh Đức Giêsu. Khi bạn kêu cầu danh Ngài, Ngài sẽ giúp bạn thắng trận. Ngài sẽ dẫn bạn vượt qua những ràng buộc của tội lỗi và đưa bạn đến vinh quang tự do và phẩm giá được thừa tự trong hàng con cái Chúa. Càng kêu cầu danh Ngài, càng dễ sống trong huấn lệnh Ngài. Giờ đây, mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ với linh mục chủ tế. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng chị em. Xin kính chào ông bà anh chị em. Chúng ta quy tụ lại nơi đây để mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay thánh. Và đặc biệt trong thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 đang lan tràn trên 48 quốc gia ngày hôm nay, đặc biệt mấy nước như Nam Hàn, Ý Đại Lợi, Uy Hoang, Nhật Bản. Và chúng ta đặc biệt cũng nhớ tới người cha chung của chúng ta, đó là Đức Thánh Cha Francisco. Ngài cũng đang bị cảm cúm và trong mấy ngày nay Ngài cũng giới hạn cái việc tiếp xúc với giáo dân để đề phòng cái bệnh cúm này. Thế nên chúng ta hướng về Chúa, xin Chúa chúc lành và đặc biệt xin Chúa gìn giữ giáo hội của Chúa. Vẫn biết rằng nhiều nước trên thế giới ngày hôm nay, đặc biệt như giáo hội Nam Hàn, tất cả toàn thể giáo hội của Nam Hàn đều không có các thánh lễ và không có các cuộc tụ họp. Xin Chúa cũng nâng đỡ niềm tin yêu hy vọng của các tín hữu của Chúa, đặc biệt những nơi mà đang bị cái cơn dịch cúm này lan tràn và hoành hành. Chúng ta hướng về Chúa, nhìn nhận tất cả những khiếm khuyết lỗi lầm của chúng ta, xin Chúa thương xót thứ tha. Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa ngự
bên hiếu Đức Chúa Cha để chuyên cầu cho chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tôi và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa đã ban cho chúng con 40 ngày trai thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con biết sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Sáng Thế: Đức Chúa là Thiên Chúa, lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặng ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ thứ mọi cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện, điều ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà: chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần, biết điều thiện, điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cả cho chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Bấy giờ, mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá vả làm cố che thân. Đó là lời Chúa. Đáp ca, xin mời cộng đoàn cùng hát. Lạy Chúa chi tôn, xin dù tình son thương con theo lương từ ái của Ngài. Lạy Chúa chi tôn, xin dù tình son thương con theo lương từ ái của Ngài. Nguyện son thương con theo lòng nhân hậu Chúa, nguyện xóa tội con theo lương cá nâng từ bi Ngài. Xin rửa hồn con tuyệt gông hết những lỗi lầm, và thành tây con sanh lẫn muôn vàn tội ác. Lạy Chúa chi Lạy Chúa chi tôn, xin dù tình son thương con
mới đã nâng theo cùng với tinh thần quảng đại. Lạy Chúa xin hãy mở môi con ca tụng Ngài, ngàn đời hát ca đem thay ôi lòng nhân Chúa. Lạy Chúa chi lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lệ luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có lệ luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Adam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội, bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban được khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã được thực hiện là công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Xin cộng đoàn cũng đứng và tung hô tin mừng. Người ta sống không nguyên chỉ bằng cơm banh, nhưng bởi mỗi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bây giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp: đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ, tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giêsu đáp: nhưng cũng có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian
và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy và bảo rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình ở lại tôi. Đức Giê-xu liền nói: Sa-tan kia, xéo đi, vì có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các thiên thần tiến đến hầu hạ người. Lời của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa ông bà anh chị em, lời của Chúa ngày hôm nay nối kết với nhau một cách rất chặt chẽ. Bài đọc thứ nhất trình bày chúng ta Adam và Eva, một người đã phạm tội, đã đem sự đau khổ và tội lỗi tràn ngập vào thế giới của chúng ta, vào địa cầu của chúng ta. Nhưng bài tin mừng nói tới Đức Giê-xu Kitô, đấng là Con Thiên Chúa đến, Ngài vô tội nhưng đã mặc lấy tất cả tội lỗi của chúng ta để cứu chúng ta. Và bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô đã nối kết hai bài đọc Cựu Ước và Tân Ước để nói lên rằng vì tội lỗi của một người mà đau khổ đã đến trần gian, nhưng là nhờ ân sủng của Thiên Chúa, đặc biệt Đức Giê-xu Kitô đã đến và tình Ngài, sự cứu chuộc của Ngài còn lớn lao hơn tội lỗi. Đặc biệt trong bài tin mừng của Thánh Ma-thêu đã ghi lại trước khi bắt đầu sứ vụ của Đức Giê-xu Kitô, Ngài đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trong hoang địa. Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tổ chức hành hương vào năm 1988, lúc đó còn là một linh mục trẻ, và mình cũng chưa bao giờ đi ra khỏi nước Úc này mà dám dẫn đầu một phái đoàn, tôi vừa dẫn đi 161 người. Quý vị biết là chúng tôi đến thăm Đất Thánh và đặc biệt đến thăm Jericho, thành phố Jericho và dưới chân núi Jericho để nhìn lên cái ngọn núi mà Chúa chịu cám dỗ. Thế rồi trên cái ngọn núi đó, tất cả cái cánh đồng, cái thung lũng đó nó rất là nóng, và tôi còn nhớ là thời tiết rất là cay nghiệt, nóng, cho nên là mình không muốn ở lại lâu. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tới, và đặc biệt là trong tin mừng mình đã đọc với tất cả những sự cám dỗ của Chúa trong hoang địa trên cái núi Chúa chịu cám dỗ, cho nên là mình cũng cố gắng đứng đó để chiêm ngắm cái ngọn núi đó. Và trên ngọn núi đó nó cũng có những cái tu viện nhỏ nhỏ, những cái hầm nhỏ nhỏ mà các vị ẩn tu thời xa xưa cũng dã từ cái cuộc sống trần gian này về đó để một mình chiêm ngắm, một mình đối diện với sự thinh lặng để gặp gỡ Chúa trên cái núi Chúa chịu cám dỗ ngày xưa. Và rồi khi mà chúng tôi thăm viếng xong thì cũng đi về thành phố Jericho và ăn trưa ở trong cái nhà hàng gọi là nhà hàng cám dỗ, Temptation Restaurant. Và bởi vì là 161 người cho nên chúng tôi đi 4 xe bus. Thì xe bus thứ nhất đến thì người ta sạc chúng tôi, người ta tính chúng tôi $7 một đầu người ăn trưa. Xe bus thứ hai đến, họ sạc lên 9 đồng. Xe bus thứ ba đến lên 11 đồng. Và tôi là cái xe bus cuối cùng, khi mà đến họ sạc lên, họ tính 14 đồng bữa ăn trưa. Và rồi ở giữa hoang địa sa mạc như vậy, nếu mình không ăn thì cũng bị đói mà thôi, cho nên là cuối cùng cũng phải ăn. Nhưng mà hôm nay tôi kể cái câu chuyện này để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đối diện với ba cái cám dỗ: cám dỗ về ăn uống và thỏa thích cho cái xác thân của chúng ta, cám dỗ thứ hai về vinh quang của trần thế, và cám dỗ thứ ba là tôn thờ mình Thượng Đế. Có lẽ cái cám dỗ của Chúa
cũng là nói lên cái thân phận con người của chúng ta. Và cuộc đời của chúng ta luôn luôn đối diện với những cái cám dỗ đó. Nó nằm ngay trong cái con người của chúng ta. Và chúng ta, ma quỷ đã cám dỗ Eva và Adam Eva ngày xưa, thì ngày hôm nay ma quỷ cũng luôn luôn trình trận để cám dỗ mỗi người trong chúng ta. Nhưng chúng ta xác tín rằng ơn của Chúa luôn luôn lớn lao, và ơn của Chúa sẽ giữ gìn chúng ta. Và Thánh Thần của Chúa, như Thánh Thần của Chúa đã đưa Đức Giêsu Kitô vào nơi hoang địa để ăn chay hẳn mình 40 đêm ngày, thì Thánh Thần của Chúa cũng đang hỗ trợ mỗi người trong chúng ta. Trong thứ tư vừa qua, trong cái cuộc triều yết của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha có đề nghị với chúng ta trong 40 ngày trai thánh này chúng ta làm gì. Chúng ta sẽ tắt bớt TV, chúng ta sẽ cắt giảm cái thời giờ coi TV. Và đồng thời, đặc biệt ngày hôm nay, Đức Thánh Cha nói là chúng ta hãy dùng điện thoại di động bớt lại một chút, để mở Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh và suy nghĩ Kinh Thánh. Rồi Ngài cũng nhắc nhở cho chúng ta vào sa mạc ở nơi đây không phải là đi vào sa mạc ở Sahara hoặc là bên núi Chúa chịu cám dỗ ở Jericho, hoặc là một cái sa mạc nóng cháy ở giữa nước Úc của chúng ta. Sa mạc ở nơi đây chính là cái tâm hồn của mình, mặc dù mình đang sống ở trong thành phố ồn ào, náo nhiệt, nhưng mà chúng ta biết tìm đến một cái nơi nào thanh vắng, lắng đọng tâm tư của chúng ta, để rộng mở tâm hồn để chúng ta lắng nghe lời của Chúa và đáp lại lời của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nói, trong cái mùa chay này, Thánh Thần của Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta lắng nghe lời của Ngài và mở rộng lòng của chúng ta để cắt bỏ đi những cái thừa thãi mà tập trung vào những điều thiết yếu. Ăn chay không phải là nhịn ăn nhịn uống, mà còn tìm kiếm cách đẹp của một cuộc sống giản đơn thân bạch hơn. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha mong ước rằng như sa mạc đã nở hoa vào mùa xuân với mầm cây hoa trái trồi lên từ đụn cát, nếu chúng ta theo Chúa Giêsu vào trong sa mạc của tâm hồn của chúng ta, thì tâm hồn chúng ta cũng sẽ được nở hoa. Ước mong mùa trai thánh này, mỗi một ngày của mùa trai thánh này là một nụ hoa mở trong cuộc đời của chúng ta, để trao gửi những cái đóa hoa đó lên trước tôn nhang Chúa, và đặc biệt trao gửi những cái đóa hoa đó cho anh chị em đồng loại trong gia đình của chúng ta. Giờ đây xin mời anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên để tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin Kinh Một Thiên Chúa, tôi tin Kinh Một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con
tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh hiến tôn giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Bạn chị em thân mến, chúng ta hiệp thông với nhau nên một trong giáo hội để dâng lên Thiên Chúa Cha chúng ta những tâm tình cầu nguyện sau. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco và tất cả hàng giáo phẩm trên thế giới được đầy khôn ngoan thánh thiện để hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa đạt được những ích lợi thiêng liêng trong mùa chay thánh năm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những anh em tân tòng đang được chuẩn bị lãnh nhận bí tích thanh tẩy trong mùa phục sinh năm nay, với ơn Chúa ban và sự hăng say hướng dẫn của các giáo viên giáo lý, họ sẽ được chuẩn bị xứng đáng lãnh nhận những bí tích khai tâm Kitô giáo. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta biết dùng thời gian của mùa chay để tìm về nguồn sống sung mãn trong ơn thánh và lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và giáo hội van nài để gặp gỡ Chúa nơi những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta trong cuộc sống. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngoài những ý tưởng chung của giáo hội trong mùa chay, xin cho mỗi người chúng ta được trở thành những sứ giả của cộng đoàn, mời gọi những người đồng hương công giáo về thông hiệp cuộc sống cộng đoàn trong mùa chay năm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho những nạn nhân, các gia đình và thân hữu trong cơn dịch cúm phổi COVID-19 được Thiên Chúa ban ơn sức mạnh, chữa lành và an ủi họ trong thảm họa này. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Đức Kitô, nguồn mạch của mọi hồng ân, nhờ cuộc khổ nạn của Chúa, Chúa đã nâng đỡ chúng con. Xin đón nhận các tâm tư khẩn nguyện của chúng con và giơ tay chúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, chúc tùng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này lùa hao màu rộng đất của lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở thành của ăn thiêng liêng cho chúng con. Chúc tùng Thiên Chúa lên muôn đời. Và như giọt nước pha trong rượu, xin cho chúng con được đoái thương thông phần thiên tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con. Lạy Chúa, chúc tùng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là rượu bởi cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tùng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, xin nhận tâm thần khiêm hạ và tấm lòng thống hối. Xin cho của lễ chúng con thường tiến Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện đến lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, ngày hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa Chay Thánh. Chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, Người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, Người dạy chúng con thăng mọi cơn cam dở, để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế hiệp với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha mà thành khẩn tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng nâng ngửa đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn của mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khó hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, đặc biệt các nạn nhân của cơn dịch COVID-19 đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ê thái được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thanh tông đồ và thanh tư đạo Việt Nam và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin giải cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đỡ trở nên hy vọng hồng phúc, ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đêm. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói cùng với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban phúc bình an của Thầy cho chúng con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của giáo hội mà ban cho giáo hội, quê hương thân yêu chúng con, cộng đoàn, các gia đình và mỗi người trong chúng con được sự hiệp nhất và bình an như ý Chúa muốn. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta trao chúc bình an của Đức Kitô cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin tha bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, hạnh phúc thay chúng ta những người được mời gọi đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình máu Đức Kitô gìn giữ chúng con sống đời đời. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng và đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô,
là bánh trường sinh đích thực và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành và lại trên anh chị em luôn mãi. Amen. Mong trong phần này anh chị em sẽ kiếm cái thời giờ, thời điểm nào đó để vào sa mạc của tâm hồn của mình để lắng nghe lời của Chúa và để kiếm mốc sức mạnh của Chúa cho cuộc đời tâm linh của chúng ta. Để chúc anh chị em ra về bình an. Amen. Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.